Rồi, xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê săn bẫy trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay shop em lại tiếp tục lên cho bác về những bộ quần áo ngụy trang, bốn cái mẫu ngụy trang được các bác tin tưởng sử dụng rất chia nhiều. Thì bốn mẫu này thì cũng vào vụ hè rồi, thì bác nào đang cần tìm những bộ vải thun mát lạnh thì có thể hãy đến với shop em nhé. Những cái bộ này thì cực kỳ mát luôn. Đầu tiên em giới thiệu cho bác về cái bộ vải thun lạnh màu lá cây nhé, màu lá cây. Cái bộ vải thun này thì nó chất liệu bằng vải thun lạnh các bác nhé. Đấy. Co giãn cực kỳ mát lạnh luôn. Đấy. Vải cực kỳ lì và độ bền nó cực kỳ cao nhé. Đấy. Co giãn 4 chiều. Thì bộ thứ hai em lên cho bác cái mẫu bộ quần áo vải lá cây khô, vải lưới nhé, vải lưới. Cái bộ này cực kỳ thoáng mát luôn. Thì bộ này te tua nhé, mình ngụy trang cực kỳ tốt. Riêng cái bộ te tua này gấu quần và gấu áo thì sẽ được bo chun các bác nhé. Thì bác mua bộ này thì bên em sẽ tặng cho bác một chiếc khẩu trang, hai bộ vải thun và bộ te tua thì cực kỳ thoáng mát với mùa hè này nhé. Chất liệu bằng bằng thun rồi. Thì áo thì hai bộ này nó sẽ có túi áo ở sườn nhé. Ba em giới thiệu cho bác cái mẫu lá cây khô nhé, lá cây khô chất liệu bằng kaki nhé. Các video trước em đã giới thiệu chi tiết rất chìa nhiều rồi. Cái bộ lá cây khô này thì nó sẽ có hai túi ngực, hai túi sườn. Túi sườn này túi cực kỳ sâu, các bác đút ví tiền hay bao thuốc, điện thoại tha hồ nhé. Quần thì nó có sẽ 6 túi nhé, hai túi hộp ở gấu này, hai ở gối này, hai túi hông và hai túi chéo nhé. Đấy. Cái bộ kaki này thì bên em sẽ tặng cho bác một mũ lưỡi chai cùng mộc. Thứ tư em giới thiệu cho bác cái mẫu cỏ cháy nhé, mẫu cỏ cháy này. Đấy. Thì mẫu cỏ cháy này là ngụy trang vào tùy vào địa hình của mình nhé, ngụy trang cực kỳ tốt luôn. Thì cỏ cháy chất liệu bằng kaki các bác nhé. Đấy, chất liệu bằng kaki cực kỳ thoáng mát nhé. Thì đây là bốn cái mẫu quần áo ngụy trang mà em muốn giới thiệu cho bác. Thì bác nào đang quan tâm đến mẫu nào thì có thể liên hệ đến hai đầu số nhé, hai đầu số của shop em để tiêu đề nhé. Một video ngắn em làm đây, xin được chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Xin chào và tạm biệt các bác. Bác nào xem được kênh của em thì cho em xin nút like,